anh chị em mình nhất định phải biết thức uống này để làm gì ạ? Để khắc phục tất cả các tình trạng sau. Nhất, co cơ, chuột rút, tê bì tay chân. Thứ hai là vôi hóa, thoái hóa, thoát vị, gai xương, xốp xương, loãng xương và thoát vị đĩa đệm. Thứ ba, đau mỏi cổ vai gáy, đau lưng, đau nhức khớp gối và thường xuyên hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, u tai, khó ngủ, mất ngủ. Thứ tư, thiếu máu liền trên não, tim đập không ổn, không đều, huyết áp thấp, huyết áp cao. Và thứ năm, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải, đề kháng yếu, không có sức và thường xuyên bị bệnh. Và tất cả các nguyên nhân này chính là do tình trạng thiếu hụt canxi một cách trầm trọng, liên tục, kéo dài. Và để khắc phục được tất cả các tình trạng này thì không còn cách nào khác, chúng ta cần phải bổ sung canxi hữu cơ mỗi ngày. Mỗi một ngày chúng ta chỉ cần sử dụng gói canxi hữu cơ sinh vật sau bữa sáng thì chỉ sau một thời gian sẽ giúp cải thiện vô cùng hiệu quả tất cả các tình trạng trên.